Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Nukida. Vì thời gian vừa rồi có khá khá lệnh mà mình đã vào thuận theo kịch bản vào lệnh của mình, nên trong video này mình sẽ review lại chúng. Yếu tố nào khiến mình vào những lệnh đó, bao gồm cả lệnh ở sản phẩm chỉ số chứng khoán, tiền tệ và tiền điện tử. Tất nhiên nếu bạn đang giao dịch ở thị trường khác thì bạn hoàn toàn vẫn có thể áp dụng được, vì bản chất giá đi theo mua bán, cung cầu nên biểu đồ nào cũng có thể áp dụng được. Chúng chỉ khác nhau ở dạng sản phẩm thôi. Nếu có thắc mắc gì thì các bạn hãy xem video lại nhiều lần và bình luận xuống dưới video. Mình sẽ làm những chủ đề liên quan tới chúng. Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ nhé. Đầu tiên là chỉ số US500, đây là khung 15 phút. Chúng ta sẽ đánh giá tình hình hiện tại của biểu đồ này. Chúng ta thấy trước đó có một lực giảm mạnh và sau đó phe mua đẩy giá lên về lại vùng cản của phe bán. Từ cái căn cứ, cái doanh trại của phe bán này, phe bán lại đẩy giá xuống và sau đó phe mua lại đẩy giá lên, thì chúng ta có một cái cấu trúc tăng tại đây. Khi mà co nhỏ biểu đồ thì chúng ta thấy là rõ ràng từ cái thời điểm này về trước đó này, nó đều thiên về lực giảm. Nhưng tại cái giai đoạn từ cái đáy này thì chúng ta thấy cái lực tăng nó bắt đầu mạnh, các cái con sóng tăng mạnh và dốc. Tại đây cũng vậy. Nếu từ những cái vùng này hoặc vùng này giá phá xuống, phá qua các vùng đáy thì lúc đó nó sẽ tạo ra được những cái mức giá thấp hơn và nó lại tiếp tục tiếp diễn cái lực giảm. Tuy nhiên thì tại cái giai đoạn này cái lực tăng nó đang đẩy mạnh lên, do vậy lực giảm đã yếu rồi và chúng ta thấy phe mua bắt đầu chiếm ưu thế. Khi mở khung 4 giờ lên thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy là cái vùng giá tăng mà chúng ta thấy ở khung 15 phút, phe mua tấn công vào thị trường là do giá hồi về cái vùng căn cứ trước đó. Tại đây, đây là một cái vùng căn cứ mạnh của phe mua. Như vậy thì chúng ta có thêm lý do để ủng hộ, để biết được tại sao cái lực mua tăng lên ở đây, bắt đầu mạnh dần. Tuy nhiên hiện tại chưa có điểm vào. Chúng ta sẽ bắt đầu quan sát tiếp cái cách mà giá di chuyển nhé. Rồi, tại đúng cái thời điểm này, sau khi mà giá tăng lên, giá hồi lại, về lại cái vùng đỉnh trước đó mà cái con sóng này phá vỡ, vậy thì cái vùng đỉnh này nó chuyển thành cái vùng căn cứ của phe mua. Do vậy là khi giá hồi về cái vùng này, phe mua bắt đầu đẩy lên và nó tạo ra cái giai đoạn tranh chấp này. Sau đó chúng ta thấy giá bắt đầu phá qua cái vùng tranh chấp này. Chúng ta còn có một lưu ý nữa, đó là cái biên độ ở cái vùng giá này khá là đẹp. Khi mà chúng ta đo Fibonacci của cái con sóng tăng trước đó thì chúng ta thấy là giá hồi về đúng cái vùng 0.5-0.618 trùng với cái vùng cản trước đó và sau đó giá bật lên. Đây chính là cái thời điểm mà mình đã vào lệnh. Hơn nữa cái thời điểm phá này nó cũng vào buổi chiều khoảng 2 đến 3 giờ, đó là cái thời điểm bắt đầu của phiên Âu, giá thường chạy mạnh. Do đó ở lệnh này nó có khá là nhiều yếu tố ủng hộ cho một lệnh mua. Mình vào lệnh và stop loss ở dưới vùng đáy gần nhất. Từ đây khi nhìn cấu trúc, chúng ta có thể kỳ vọng được một cái cấu trúc đỉnh cao hơn, đáy cao hơn. Và từ đây cũng vậy, giá tăng lên xong hồi về và chúng ta kỳ vọng giá tiếp tục phá lên. Cái điểm chốt lời hướng tới của mình là cái vùng cản này. Mình thấy là trước đó có một cái cấu trúc tăng nên mình kỳ vọng cái vùng đỉnh này nó sẽ phá được để lên ít nhất là tới cái vùng đỉnh này. Tất nhiên là mình sẽ quan sát khi mà giá phản ứng tại các vùng cản của phe bán, và nếu mà nó xuyên qua luôn thì thậm chí mình sẽ kỳ vọng nó lên tới vùng đỉnh trên này nữa. Đây, cái vùng đỉnh này. Rồi, chúng ta sẽ xem tiếp cách mà giá di chuyển nhé. Như vậy là sau đó giá đi một mạch đâm thẳng lên luôn. Và chúng ta thấy là cái vùng cản này giá nó cũng xuyên phá luôn. Cho tới cái vùng cản này thì phe bán mới bắt đầu lao vào mạnh, nhưng mà cuối cùng nó vẫn bị phá. Đây chính là một cái kịch bản, một cái setup mà khi gặp, khi vào lệnh thì mình cảm thấy rất tự tin, bởi vì cái tỷ lệ thắng và tỷ lệ RR của nó khá là cao. Nó có nhiều yếu tố ủng hộ, nhiều nguyên nhân hợp lý mà như mình đã nói từ hồi nãy. Từ cái bức tranh lớn, tại sao cái vùng này nó đẩy giá lên, nó giống như việc cái lực của bò mẹ đang ủng hộ bò con.
mà mình đã minh họa ở luật bò gấu. Nếu các bạn chưa xem video về luật bò gấu thì có thể tìm lại video đó trên kênh của mình để xem và hiểu hơn nhé. Sự ủng hộ ở bức tranh lớn thì nó chỉ là một phần, và khi chúng ta nhìn vào cái bức tranh nhỏ, chúng ta sẽ thấy rõ hơn những cái logic mà tại sao cái điểm vào này được coi là đẹp. Từ cái việc giá tăng lên với một con sóng mạnh, phá qua cái đỉnh trước đó và lại hồi lại về cái đỉnh trước đó, xong rồi tạo ra một vùng đấu tranh và phá qua cái vùng đấu tranh này, thể hiện phe mua thắng thế, cộng thêm cái việc yếu tố thời gian, chúng ta vào lệnh tại phiên Âu, thì sau đó chúng ta thấy là giá chạy mạnh luôn. Đặc biệt là cho tới phiên Mỹ này, cái con sóng tăng này nó chạy mạnh ở cái thời điểm 7 giờ tối, thời điểm bắt đầu phiên Mỹ. Cái kịch bản này tuy nó không lặp lại nhiều lần, nhưng mình cũng khá quen thuộc trong quá trình giao dịch của mình. Đó chính là lệnh chỉ số US500. Tiếp tục, đây là biểu đồ cặp AUD/USD khung 15 phút. Ở lệnh này thì khá là cơ bản, nó không phức tạp như lệnh trước. Chúng ta có thể thấy ở trên hình này một cái cấu trúc tăng khá là rõ ràng, giá đi chéo đi lên. Từ cái cấu trúc tăng này, tại đây thì chúng ta thấy lực tăng đẩy mạnh đi lên, phá qua cái vùng đỉnh trước đó. Tuy nhiên thì tới cái vùng này, chúng ta thấy một cái vùng đấu tranh khá là đẹp. Giá đi ngang và tạo một cái vùng giá nén, sau đó giá phá lên. Ở cái giai đoạn này thì mình đã vào lệnh mua tại cái thời điểm phá, stop loss ở dưới vùng đáy. Và kịch bản này là một cái kịch bản breakout thông thường. Nó khá là đơn giản khi mà thị trường đã rõ ràng một cái cấu trúc tăng ủng hộ, một con sóng mạnh ủng hộ trước điểm vào, một cái giai đoạn giá nén đẹp, sau đó giá phá qua và chúng ta vào lệnh. Một kịch bản khá là đơn giản mà gần như ai cũng hiểu. Và chúng ta sẽ xem tiếp cái kết quả sau đó nhé. Chúng ta thấy là sau đó giá tăng mạnh đi lên. Cái kịch bản này rất là đơn giản và quen thuộc, nhưng mình biết là không phải ai cũng có thể áp dụng được, bởi vì họ chưa thực sự trải nghiệm, chưa thực sự thống kê và backtest, gặp lại nhiều lần cái kịch bản này thì chúng ta mới có thể tự tin và nhận diện được những kịch bản đẹp. Cái quá trình luyện tập nó là cả một chặng đường dài, chứ không phải chỉ đơn giản là khi mà chúng ta xem như thế này, chúng ta hiểu ra là nó đơn giản như vậy, mình sẽ có thể dễ dàng áp dụng. Nhưng mà nó sẽ xảy ra rất nhiều cái vấn đề. Cái khó là khi gặp thì bạn có tự tin vào hay không, hay bạn vẫn phân vân, hoặc là bạn có đủ kiên nhẫn để chờ những cái điểm vào đẹp như thế này hay không. Bởi vậy cái kiến thức thì chỉ chiếm 30% thôi. Hầu hết là chúng ta phải có những cái bài luyện tập để chúng ta rèn được cái tính kiên nhẫn chờ cái điểm vào như thế này. Cái thứ hai là chúng ta có thể bình tĩnh, tự tin khi gặp điểm vào thế này thì chúng ta không phân vân, không có cảm giác sợ hãi khi vào lệnh. Mặc dù không phải lúc nào giá cũng đi đẹp như thế này. Sẽ có nhiều trường hợp giá phá lên và sau đó lại ngoặt xuống, quét điểm stop loss. Điều đó là hoàn toàn bình thường. Bởi vậy mình hy vọng các bạn không nghĩ là lệnh nào nó cũng xảy ra đẹp như vậy. Nhưng chúng ta có thể giảm thiểu những cái trường hợp mà giá có khả năng quét stop loss cao hơn, bằng cái việc là khi chúng ta thống kê, chúng ta nhìn qua rất nhiều cái mẫu hình, cái kịch bản, thì chúng ta sẽ lọc ra được những cái quy tắc như thế nào là đẹp, như thế nào là không. Thì không phải bất cứ trường hợp nào breakout chúng ta cũng vào, mà chúng ta cần phải biết được là như thế nào là breakout đẹp, như thế nào là chúng ta không nên vào lệnh. Chúng ta sẽ giảm thiểu được những lệnh giá đi ngược chiều và gia tăng những cái lệnh mà giá đi đúng chiều, để tổng lại chúng ta có lợi nhuận. Và các bạn cần nhớ cái đó mới là cái mấu chốt, chứ không phải là việc xem video mà chúng ta cảm thấy nó dễ dàng. Những cái kịch bản đẹp như lệnh này và lệnh trước, mặc dù nó không xảy ra nhiều, nhưng mà thực sự là cái tỷ lệ thắng của nó khá là cao. Và khi gặp những lệnh như vậy thì mình rất tự tin để vào lệnh, kể cả việc một vài lệnh nó quét stop loss không sao cả, bởi vì mình đã trải qua khá nhiều lệnh với kịch bản như thế này rồi. Chúng ta có chỉ số chứng khoán, chúng ta có tiền tệ. Vậy thì đối với thị trường tiền điện tử sẽ như thế nào? Ở thị trường tiền điện tử thì mình thường giao dịch ở khung 1 giờ. Và mình cũng có vào một cái lệnh breakout tại cái vùng này, khi mình thấy là giá đang phá xuống qua cái vùng giá đi ngang này. Chúng ta thấy trước đó là một lực giảm, một cái cấu trúc giảm. Tại đây thì một cái con sóng giảm mạnh phá qua cái vùng đáy trước đó của cái cấu trúc giảm lớn này. Sau đó nó tạo một cái vùng giá đi ngang, rồi giá phá qua cái vùng giá nhỏ này. Hơn nữa, nếu mà chúng ta nhìn một cái khung lớn hơn là khung 4 giờ,
chúng ta sẽ thấy được là trước đó cho tới cái thời điểm này thì giá vẫn giữ nguyên cái cấu trúc tăng, nhưng mà sau đó chúng ta thấy là nó bắt đầu xuất hiện nhiều cấu trúc giảm. Giá giảm xuống vùng này, sau đó lại lên tới vùng này, rồi lại giảm xuống vùng này, lên tới vùng này. Chúng ta thấy là giá nó đang nén trong một cái biên độ hình tam giác. Các cái đáy cao hơn, nhưng mà các cái đỉnh lại thấp dần. Và rõ ràng trong những cái con sóng nhỏ này thì chúng ta lại thấy những cái cấu trúc, cái xu hướng. Ví dụ ở đây là xu hướng giảm. Dù ở đây chúng ta thấy nó nhỏ như thế này, nhưng mà ở những cái khung nhỏ hơn, nó là cả một cái xu hướng. Hay ở đây cũng vậy, một cái cấu trúc tăng này, sau đó giảm này, rồi tăng lên, giảm, phá qua cái vùng đáy này và xuất hiện một cái điểm vào breakout của mình. Mình sẽ quay lại khung 1 giờ. Thì đó chính là cái lý do mà mình vào lệnh bán stop loss ở trên cái vùng đỉnh gần nhất. Và lệnh này cũng là một lệnh khá là đẹp của mình. Nó nằm trong một cái kịch bản là giá phá qua một cái vùng tranh chấp lớn, sau đó giá lại tạo một cái vùng tranh chấp nhỏ như ở đây, và sau đó giá phá tiếp cái vùng tranh chấp đó. Thì cái kịch bản này mình cũng khá là tự tin khi mà vào lệnh breakout. Các bạn lưu ý là ở những cái lệnh breakout thì một khi giá chạy, giá sẽ chạy rất mạnh. Còn nếu mà giá không chạy thì thường là giá sẽ quay ngược lại chạm điểm stop loss luôn. Và chúng ta phải làm sao tìm được những cái đoạn breakout đẹp có nhiều yếu tố ủng hộ thì cái khả năng giá chạy mạnh sẽ cao hơn. Đấy chính là một cái ưu điểm của giao dịch breakout. Chúng ta không phải giữ lệnh lâu trên thị trường. Một là giá chạy mạnh tới TP, hai là giá chạy ngược lên SL. Chứ không phải là sau khi vào lệnh và giá bắt đầu đi ngang, đi một thời gian lâu rồi sau đó giá mới chạy. Đây cũng là một cái setup đẹp mà mình cảm thấy khá là tự tin khi mà vào. Thực ra trong cái quá trình giao dịch, các bạn sẽ trải qua cái giai đoạn là gặp những cái điểm vào lệnh mà đôi khi là chúng ta cảm thấy nó tốt, nhưng mà chúng ta lại không tự tin lắm, chúng ta phân vân bởi vì một cái yếu tố nào đó, nên là đôi lúc chúng ta bỏ qua không dám vào lệnh. Thì hồi trước mình cũng từng trải qua cái giai đoạn như vậy. Và sau này mình phát hiện là thông thường ở những cái giai đoạn mà mình phân vân, đó là do nó chưa có những cái yếu tố ủng hộ rõ ràng. Nó có thể là vừa có yếu tố ủng hộ, vừa có yếu tố không ủng hộ. Đôi lúc là phe mua cũng mạnh và phe bán cũng mạnh. Và vậy một cái mẹo mà mình đã tự đặt ra cho mình, đó chính là khi mà mình phân vân thì tốt nhất là mình không vào lệnh. Bởi vì mình biết là có một cái gì đó nó xấu, nó không tốt. Và thà là nếu mà chúng ta cảm thấy xấu, không chắc chắn, chúng ta không vào lệnh thì chúng ta không mất gì. Nhưng nếu mà chúng ta ham vào lệnh và những lệnh thua nhiều hơn thì tự nhiên chúng ta lại đang tự gây áp lực cho bản thân, bởi vì phải có những lệnh thắng nhiều hơn để bù lại. Do đó càng về sau chúng ta sẽ thấy được là cái sự quan trọng của việc thà vào ít lệnh nhưng mà chất lượng còn hơn là vào nhiều lệnh. Rồi, video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.